Hạnh phúc lan xa, duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Về quê ẩn dật là mong ước của không ít người thành phố. Anh Hà Nam Địch, quốc tịch Mỹ, cùng với người vợ Đài Loan Châu Trưng Ni, họ chọn Trường Tân, Đài Loan là một vùng núi cách xa nơi ồn ào náo nhiệt để thực hiện ước mơ mở một nhà trọ ở đây của họ. Người kỹ sư công trình quốc tịch Mỹ Hà Nam Định, anh đã đi qua nhiều nước, đặc biệt yêu thích phong cảnh xinh đẹp của Đài Đông. Mỗi năm anh đều đưa người vợ Đài Loan Châu Trưng Ni đến Đài Đông du lịch rất nhiều lần. Nhiều năm đón năm mới, họ đều cùng đón chào ngày đầu tiên ở Đài Đông làm khách du lịch chưa đủ lắm. Họ quyết định chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông sinh sống. Mùa đức xây nhà trọ cùng nhau sống cuộc đời về hưu nhàn hạ. Sống ẩn dật ở thôn quê là một cơ duyên. Hà Nam Địch vốn thích leo núi. Lúc đầu nhìn thấy những hòn đá trên vùng đất này, anh quyết định mua đất và về hưu sống ở đây. Tôi thích leo núi đá đó. Cho nên tôi thích hòn đá lớn đó. Châu Trưng Ni đành tạm thời đóng cửa nhà hàng nghệ thuật men ở Đài Bắc, cùng chồng toàn tâm dốc sức vào nhằm để trang trí bãi đậu xe này. Chị tự tay pha chế men nướng thành 4-5 nghìn miếng men gạch. Hà Nam Địch cũng tự tay làm hàng rào ống nước ở hồ sinh thái bên cạnh hư rồi, họ cũng tự tay sửa lấy. Quá trình của chúng tôi như là một cuộc chạy tiếp sức. Khi tôi sắp bỏ cuộc thì anh ấy cứ xông xáo vui hết biết. Tôi thấy anh ấy vui đến như vậy thì ok, thôi thì vui tiếp đi. Cho nên cứ như vậy mà từng bước hoàn thành nó, phải. Họ hết lòng và tự tay thiết kế nhà trọ, Hà Nam Địch đương nhiên là khen hết lời. Anh rất hài lòng, hai người di cư đến Đài Đông, hy vọng lớn nhất là tất cả mọi người khi đến đây đều có thể giống như họ, chậm lại nhịp bước của mình để hưởng thụ cảnh đẹp tự nhiên của Đài Đông.